Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video về đội bay của hãng hàng không Pacific Airlines. Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines trước đây hoạt động với tên gọi Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam. Hãng có cổ đông chính là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines chiếm 98% cổ phần sau khi cổ đông cũ Qantas thoái vốn. Vì vậy có thể coi đây là công ty con của Vietnam Airlines. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Pacific Airlines chính thức ra mắt đồng phục tiếp viên và bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi đổi tên. Cũng từ thời điểm này, máy bay của hãng đã được sửa đổi lại màu sơn để thay thế cho biểu tượng Jetstar Pacific cũ. Tuy nhiên, có thể do vấn đề kinh tế nên hãng chưa thể sơn mới lại đội bay mà chỉ sử dụng decal để dán đè lên biểu tượng cũ và trang trí logo cùng tên hãng mới. Vì vậy nên các máy bay của hãng vẫn mang màu xám chứ không phải màu trắng chủ đạo cùng họa tiết logo lớn ở cánh đuôi. Nói về đội bay của Pacific Airlines, hãng này hiện chỉ có duy nhất dòng máy bay Airbus A320ceo. Dù vậy, các máy bay của hãng vẫn có một vài điểm khác biệt. Một số chiếc mang đầu cánh kiểu cũ trong khi các chiếc còn lại mang đầu cánh xà clip giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Trong hình là chiếc máy bay mang đầu cánh kiểu cũ của Pacific Airlines. Loại máy bay này chiếm số lượng ít hơn trong đội bay của hãng. Còn đây là máy bay với đầu cánh kiểu mới hơn, nó có thiết kế giống vây cá mập nên được gọi là Sarklet. Bên cạnh đó, điểm khác biệt giữa các máy bay Airbus A320 này còn đến từ số ghế trong cabin. Một vài chiếc chỉ có 180 ghế trong khi đa số các chiếc khác là 186 ghế. Và dù đã ra mắt được 2 năm nhưng đến nay đội bay của hãng cũng mới chỉ có duy nhất một chiếc mang bộ nhận diện mới của Pacific Airlines. Chiếc máy bay này đã được sơn lại với toàn thân màu trắng, phía đuôi là logo với màu xanh lấy cảm hứng từ Vietnam Airlines và màu cam đại diện cho tinh thần trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Biểu tượng của Pacific Airlines được cách điệu từ 3 cánh đuôi máy bay có bố cục sắp xếp theo kích thước lớn dần, ẩn dụ cho nỗ lực phát triển không ngừng của hãng. Ngoài ra, trước đây hãng cũng cho thuê máy bay, một trong số khách hàng thuê là hãng bay đến từ Philippines, Pan Pacific Airlines. Hiện nay một số máy bay này đã được trả lại cho Pacific Airlines. Những máy bay này vẫn mang màu sơn của hãng thuê và Pacific Airlines cũng chưa sử dụng lại nên chúng ta sẽ hiếm có cơ hội bắt gặp hơn. Trong hình là một chiếc máy bay như vậy. Và mình đã giới thiệu xong về đội bay của Pacific Airlines. Trong video mình có sử dụng ảnh từ trang Vietnam Airplane Spotter. Các bạn có thể theo dõi trang trên Instagram hoặc Facebook nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại.